và các bạn đang đến với kênh tin tức của Sao. Và sau đây là bản tin Thanh Duy khai ly đại tiệc cưới giữa chợ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều ngày 10 tháng 3, đôi vợ chồng có đám cưới đầy niềm vui bên bà con, họ hàng ở quê nhà An Giang. Khai ly lộng lẫy trong bộ sơ rê trắng muốt, hạnh phúc sánh đôi ông xã điển trai. Hôn lễ của cặp diễn viên tổ chức ở ngoài trời, trước sân chợ Vịnh Tre, gần nhà Khai ly. Thanh Duy tham gia nhiều phim truyền hình nên được các fan nhí nhớ mặt vây quanh xin chữ ký. Cặp đôi đặt 80 bàn tiệc, đãi gần 800 vị khách, chủ yếu là những người bà con, bạn bè, hàng xóm ở An Giang tham dự. Ngoài đóng phim, cả Thanh Duy và Khai ly đều có năng khiếu ca hát. Cặp đôi hòa giọng thể hiện hai ca khúc Tonight và Túp lều lý tưởng khá hay, gây bất ngờ cho các vị khách mời. Sau màn biểu diễn ca nhạc, bố mẹ hai bên được mời lên sân khấu cùng các con thực hiện nghi thức quen thuộc trong đám cưới. Không phải là những tên tuổi quá hot trong làng giải trí, nhưng Thanh Duy và Khai ly cũng được nhiều người yêu mến, nhất là những khán giả ở miền Tây Nam Bộ. Cả hai đều làm nghệ thuật nghiêm túc, chưa từng vướng scandal. Cùng xem một số hình ảnh khác trong tiệc cưới của Thanh Duy và Khai ly. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.